Xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ update cho các bạn cái dự án NN, con này con Nether iDrop ấy. Cái trước đây thì mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký cái dự án đây rồi. Đây nhá. Hôm trước là hướng dẫn các bạn là làm cái dự án này thì nó sẽ sử dụng ví BEP 20, tức là ví Binance Smart Chain ở trên Trust Wallet cũng như là ở trên Smart, ở trên MetaMask. Đấy, thì mình sẽ thao tác ở trên MetaMask cho các bạn nhé. Còn ở trên Trust Wallet thì các bạn cũng làm y như như thế này thôi. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào trong cái bài viết của nó nhé. Đây là có thông báo là Dear Community, tức là nó sẽ có airdrop update. Wallet thì các bạn sẽ check cái wallet của mình ở đây. Đây nhé, các bạn search vào đây xong các bạn dàn ví của mình vào đây. Các bạn sẽ thấy số của mình ở đây. Đây là ví của mình nhé. Đấy, còn ví các bạn thì các bạn cứ ấn nút Ctrl F nhé, thì nó sẽ hiện ra này, thì các bạn sẽ dán ví của các bạn vào. Nếu các bạn thấy có thì các bạn sẽ ấn làm theo hướng dẫn của nó, là nó sẽ bắt mình mua, tức là các bạn phải hold 0,01 NN trước ngày 20 tháng 10. Đấy, thì các bạn có thể mua ở trên PancakeSwap hoặc là Bakery, thì mình thường xuyên là sử dụng PancakeSwap cho nên mình sẽ hướng dẫn ở trên PancakeSwap các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ phải vào trong cái ví Binance, ví MetaMask. Như hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn về cái cách để các bạn tích hợp cái nền tảng của Binance Smart Chain, tức là cái ví Binance Smart Chain. Mình cứ nói cái ví BEP20 cho nó nhanh nhé các bạn nhé. Smart Chain cái lời mệt hết cả người ra. BEP20 nhé các bạn nhé. Kênh này. Các bạn ấn vào đây. Đây hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp này. Hướng dẫn tích hợp Smart Chain BEP20. Đâu rồi? Đây. Đây là cái video của mình nhé, đây hướng dẫn add và tích hợp mạng Binance Smart Chain vào MetaMask đấy. Đấy là cái vị là cái này nhá. Nếu bạn nào mà chưa add thì các bạn sẽ phải vào đây. Thì nó cũng là cái ví của ấy thôi các bạn nhé. Nó cũng là cái ví của MetaMask thôi, chứ nó không có đổi ví đâu mọi người ạ. Đấy, tại vì cái nền tảng của nó là tích hợp lại thôi, chứ còn ví thì vẫn là cái ví MetaMask của mình thôi. Đấy. Nhưng mà mình chỉ là ở trên này mình đổi mạng cho. Mình sẽ chuyển xuống mạng Binance Smart Chain. Đấy, ok. Đấy, khi mà mình chuyển mạng rồi ấy thì mình vào đây, vào cái sàn nhá. Đây là cái sàn của nó cho ở đây này, thì các bạn có thể mua. Tức là các bạn nó bắt mua 0,01 NN thì tương đương với khoảng 0,039 BNB, thì tức là khoảng 1,22 đô la. Tức là nó bắt mình hô thôi chứ nó không cũng không lấy của mình nha các bạn nhé. Tức là nó bắt mình mua cái đồng của nó thôi. Nhưng mà nếu mà mình được đây, các bạn connect, coi như là các bạn đã connect với ví của mình nhé. Đây các bạn chỉ cần chuyển mạng một phát cho các bạn ấn vào cái tải lại trang thôi là các bạn sẽ nó đã connect đến ví của mình rồi. Vẫn là cái ví này và đây là số BNB thừa. Các bạn phải có một ít BNB các bạn nhé. Thì các bạn muốn gửi BNB thì các bạn vẫn ấn vào đây. Đấy, các bạn vẫn là cái sử dụng ví này. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn gửi từ sàn Binance ấy thì mình sẽ không bật ở trên sàn Binance nữa các bạn nhé. Đấy thì bạn nào mà gửi trên sàn Binance thì các bạn chọn cho mình là BEP20, tức là Binance Smart Chain, nó có ký hiệu là BEP20 thì để nó đồng mạng ấy. Đồng mạng với nhau thì nó mới gửi được cho nhau phải không các bạn? Chứ trước là nó gửi với BNB thường là không có gửi được nhé. BNB thường là nó có chữ BNB trước này. Đấy. Nó có chữ BNB trước ấy. Ngày trước là nó có chữ BNB trước. Chứ bây giờ là cái ví này nó tích hợp rồi. Đấy. Cho nên nếu các bạn muốn mua thì các bạn sẽ vào phần exchange ở đây, ở trên PancakeSwap. Thì mọi người sẽ chọn những cái đồng coin để các bạn có thể bán. Đấy, ví dụ các bạn có muốn bán cái đồng kết này đi cũng được. Đấy, thì các bạn đổi từ kết ở sang bên dưới này thì các bạn sẽ chọn cái đồng NN nhá. Đấy, khi mà các bạn kích vào đây phát thì nó cũng hiện lên như kiểu Uniswap đấy, nó cũng yêu cầu các bạn chấp nhận cái đồng NN. Đấy. Đây nhá. Làm lại nhá. Đấy, nó cũng sẽ đây. BEP 20 phải không các bạn? VSC with any name.
các thứ, thì đây là cái tự cái đầu của nó là Nether Network, tức là của ký hiệu là NN. Các bạn sẽ tích vào đây Understand và các bạn ấn Continue thì bây giờ nó mới hiện NN ở đây. Còn ở trên này thì mọi người có thể chọn cái đồng coin mà các bạn có để các bạn mua. Các bạn có thể chuyển TRT vào này, hoặc là các bạn có thể chuyển nói chung là các bạn chuyển BNB là tốt nhất nhá. Ví dụ mình mua cái con kết này đi. Con kết đang có giá là bao nhiêu vậy? Đấy thì các bạn sẽ mua, ví dụ ở đây là các bạn quay lại thế này. Đấy, lộn ngược nó lại, nó yêu cầu mình mua là 0,01 nhá. Đấy thì tương đương với khoảng 2 kết thì tương đương với khoảng hơn 1 đô. Đấy, nếu mà các bạn nó trả cho các bạn là 0 0,5 nhá. Đấy thì các bạn sẽ được 101 kết. Nếu mà ở đây các bạn cho ra là USDT đi. Đấy thì các bạn thấy là 0,5 cái NN thì tương đương với khoảng 61 đô la. Đấy ở cái thời điểm hiện tại, giá thời điểm hiện tại nha mọi người nhá. Chứ còn cái sau này thì khi mà nó trả ấy, thì không biết. Thế nhưng mà 20 thì nó sẽ snapshot, tức là nó sẽ chụp ảnh nhanh những cái ví mà có số dư lớn hơn 0,01 thì họ sẽ phát vào ngày 24 tháng 10. Đấy, cho nên nói cho mọi người rõ là như thế nha. Cho nên là mọi người mua thế nào thì mua, thôi thì mình cũng sẽ mua một ít. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ chuyển lên thế này. Đấy. Các bạn sẽ chọn vào những cái đồng mà các bạn muốn mua, thì ví dụ mình kết đi. Đấy, ở dưới này là mình mua là 0,01 thì mình sẽ mất 2,9 hay 0,11 đi. Hay 0,2 đi. Thì mình sẽ mất 4,1. Đấy, ví dụ ở đây các bạn muốn mua hết đi thì mình mua hết đi. Đấy, thì các bạn ấn vào swap nha. Tức là khi mà swap thì nó sẽ sử dụng phí là phí BNB. Vì thế cho nên là khi mà các bạn chuyển vào ấy, thì các bạn chuyển nhiều nhiều một ít. Đấy, để các bạn mua các bạn chừa lại một ít để làm phí nhé. Đây các bạn ấn swap và copy. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái ví như thế này. Đấy, các bạn thấy là mất 0,004 nha. Đây các bạn copy lại nhé. Để sang lên đây đổi xem là 0,004. Đây. Các bạn sẽ mất phí rất là rẻ thôi, khoảng 0,13. Đấy, phí như thế này là mình gọi là rẻ ấy. Phí ở trên ERC20 các bạn đã biết đấy. Đấy, nó rất là nhanh các bạn ạ. Mua bán và chuyển đổi rất là nhanh, nó như không như ở bên ERC20 nhiều lúc là phí 5 6 đô nhưng lâu hàng tiếng đồng hồ vẫn không xong. Chứ ở đây thì một tích tắc ấy, các bạn thấy là xong, đã chuyển xong rồi nha. Thì bây giờ các bạn sẽ check ví nha. Đấy. Đây là các bạn sẽ check ví của mình. Mấy cái trên này thì mình sẽ tắt hết đi nhá. Airdrop thì đã kết thúc rồi và link ở đây thì tí mình để bên dưới cho mọi người check thôi. Bạn nào làm theo mình thì các bạn cứ làm như thế thôi. Đấy. Đây mình sẽ check mạng nhé. Nó cũng như kiểu ở trên ERC20 thôi. Đấy, nó cũng như thế này. Đấy, ví dụ các bạn ấn vào BEP20 này. Đấy ở đây. Out này. In này. Các bạn sẽ ấn vào đây thì nó y như kiểu ở trên ERC20 thôi. Đấy, các bạn đây là những cái đồng mà các bạn có này. Ví dụ con Alpha này, con TWT này, con Dego này, đấy, con NN này, đây, con NN đây, đấy. Ok thì như thế là đã xong nhé, hướng dẫn cho các bạn xong cái dự án này. Nói chung là nó sẽ có một số khó khăn cho một số bạn mới, vì các bạn sử dụng ví ở trên chút, nhưng ở trên chút thì mình không hướng dẫn được ở trên chút, tại vì nó là ở trên điện thoại. Thì các bạn cũng làm y như trước mà mình đã làm cái dự án Pancake Swap này. Hôm trước có giới thiệu các bạn một cái dự án Pancake Swap và có điền ví là ví ở trên chút wallet. Thế cho nên mọi người cũng thao tác như kiểu hôm nọ đấy. Các bạn cũng lên trên đấy xong cũng chọn cái mạng ấy. Chọn mạng là Binance Smart Chain cho các bạn cũng mua đồng NN lại là được nhé. Đấy, yêu cầu các bạn là phải có BNB ở trên tài khoản để các bạn có thể trao đổi. Đấy, như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để các bạn có thể hold cái đồng NN để các bạn nhận cái airdrop của nó. Bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm nhé. Hold chỉ khoảng hơn 1 đô la thôi. Các bạn nếu mà nhận được 0,5 giá hiện tại là khoảng 60 đô la. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.